Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, Hoa Viên U Ám, dị truyện của tác giả Linh Nguyễn miêu tả lại quá trình trở ngại của tập đoàn khách sạn và du lịch Hoa Thị. Những câu chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra từ khi tập đoàn này đã mua lại một khách sạn rộng lớn ở thành phố Đà Lạt, nâng tổng số dự án bất động sản kinh doanh về thương mại du lịch ở đây lên tới con số 6. Vậy thì những việc gì đã diễn tiến tiếp theo? Câu chuyện của Hằng, con gái của chủ tập đoàn Hoa Thị diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, Hoa Viên U Ám qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm xin phép bắt đầu. Lệ Hằng là cô con gái cưng của bà Lệ Hoa, chủ tịch tập đoàn Hoa Thị chuyên kinh doanh hệ thống nhà hàng khách sạn 5 sao trên toàn quốc. Trên khắp đất nước thì hầu như tỉnh nào tập đoàn Hoa Thị cũng có từ 4 cho tới 5 chi nhánh. Nói không ngoa, khi Hoa Thị đứng thứ 2 thì không ai dám nói đứng thứ nhất trong ngành khách sạn ở nước ta. Cô Lệ Hằng đúng là rich kid trong những rich kid. Cô thường xuyên check in những nơi sang chảnh. Và những lần check-in ấy không khi nào thiếu những cái món đồ xa xỉ. Lệ Hằng đúng chuẩn là rich kid, con nhà người ta. Dù nhà cô là gia đình giàu có nhất nhì của giới thượng lưu, nhưng trái lại, với thói ăn chơi của các cậu ấm, cô chiêu khác, Lệ Hằng lại học rất giỏi. Đi du học về, cô cầm trên tay một tấm bằng cử nhân chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Lệ Hằng nhanh chóng đã được mẹ giao cho xây dựng thêm một khách sạn nữa trên Đà Lạt, để đưa chuỗi khách sạn Hoa Thị ở thành phố lên con số 6. Về nước, cô lại chỉ ở lại thành phố thăm gia đình và vui chơi với bạn bè được khoảng hơn một tháng, thì cô cũng đã nhanh chóng lên Đà Lạt để bắt tay ngay vào công việc. Ở thành phố ngàn hoa chưa được một tuần, thì với mối quan hệ của mình cũng như là gia đình của cô đã nhanh chóng mua lại được một khách sạn ngoài trung tâm thành phố với địa thế vô cùng đắc địa. Lưng khách sạn tựa núi, mặt khách sạn thì nhìn thẳng ra bờ hồ, đó gọi là thế tựa lưng núi. Mặt trước thì là hồ nước, là một địa thế phong thủy vô cùng đẹp. Khuôn viên khách sạn được trang hoàng bằng những loài hoa đẹp nhất của thành phố này. Ở giữa là một đài phun nước mang dáng dấp và phong cách châu Âu cổ điển. Sau khi mua lại khách sạn với giá vô cùng rẻ, mà chủ của khách sạn ấy với lý do là bán để ông ta đi định cư nước ngoài, cô ta đã bắt tay ngay vào công việc sửa chữa, để có thể nhanh chóng đưa khách sạn đi vào hoạt động, nâng tổng số khách sạn của gia đình mình ở thành phố Đà Lạt lên con số 6. Sau khoảng nửa năm sửa chữa, thì ngày hôm nay cô chính thức cho khai trương chi nhánh thứ 6 của khách sạn Hoa Thị trên thành phố Đà Lạt. Đến dự dĩ nhiên là không thể có thiếu bà Lệ Hoa, chủ tịch tập đoàn và rất nhiều quan khách của bà, cùng với đó là rất đông đảo bạn bè của Lệ Hằng tới dự. Lúc này thì mọi người đang nói chuyện hết sức rôm rả, những câu ca ngợi, những lời chúc tụng không ngớt từ phía quan khách. Thì ngoài khuôn viên của khách sạn, một vị khách đầu tiên của khách sạn thứ 6 Hoa Thị cũng đã từ từ xuất hiện. Với màn xuất hiện cực kỳ ấn tượng, một chiếc xe hơi sang trọng, một chàng trai cao tầm 1m8 với gương mặt như được tạc ra vậy. Anh ta bước xuống từ ghế lái khi vừa đỗ ngay cửa của khách sạn. Sau khi bước xuống, chàng trai ném chìa khóa về hướng bảo vệ và đi nhanh vào trong khách sạn. Anh nhanh chóng là tâm điểm của các cô gái. Không ít các cô gái đã bị vẻ ngoài lãng tử của anh làm say đắm. Hàng loạt lời khen ngợi cũng đã được thì thầm vang lên. Trời ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy? Nhìn như là trai Hàn Quốc vậy đó. Nhưng hình như anh đã quá quen thuộc với những câu khen ngợi đại loại kiểu như vậy, nên anh ta không quan tâm cho lắm. Anh bước đến quầy lễ tân và nói: Chào em, anh muốn đặt một phòng đẹp nhất của khách sạn để ở dài hạn. Vì là do lễ tân mới vào nghề và cũng chỉ đến khách sạn học việc được mấy ngày, nên cô gái cũng hơi bối rối vì chưa hiểu rõ về khách sạn này cho lắm. Thấy nhân viên của mình có vẻ lúng túng, Lệ Hằng đã nhanh chóng bước lại đứng bên cạnh và lên tiếng. Dạ, tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ? Cho tôi một phòng đẹp nhất ở khách sạn này. Anh ta lạnh lùng lên tiếng. Lệ Hằng khẽ nhíu mày, nhưng đã nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh của mình. Cô nói. Dạ, nếu anh muốn phòng đẹp nhất, thì chúng tôi có phòng 1005 là một phòng view cực đẹp, nhưng có điều là... Nói đến đây, thì Hằng đã dừng lại bối rối. Nhận thấy vậy thì anh ta đã liền hỏi.
có điều làm sao? Dạ, nhưng mà phòng ấy thì vẫn chưa hoàn thiện về phần nội thất ạ. Nếu anh có thể vui lòng chọn phòng khác có được không? Với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu, pha lẫn một chút gì đó khó chịu, anh ta hỏi, tại sao khách sạn lớn như thế này mà phòng đẹp nhất lại chưa hoàn thiện, trong khi đó hôm nay lại là ngày khai trương vậy? Dạ, căn phòng ấy là căn phòng đẹp nhất của khách sạn chúng tôi, nên nó được gọi là phòng tổng thống. Những nội thất ở bên trong căn phòng tổng thống ấy cũng là những nội thất cao cấp, được chúng tôi nhập về từ châu Âu. Nhưng do một vài vấn đề trục trặc, hôm nay những món đồ ấy mới về tới đây. Mong anh thông cảm, và nếu anh muốn được ở căn phòng ấy, thì xin mời anh sáng ngày mốt quay lại có được không ạ? Lệ Hằng nhanh chóng trả lời dứt khoát và đầy vẻ tự tin. Minh Luân là tên của chàng trai bỗng cười lớn. Cô giải thích như vậy thì quả thực là tôi không có gì để nói nữa rồi. Vậy được rồi, tôi sẽ ở phòng khác, nhưng tôi sẽ đặt căn phòng tổng thống ấy một năm. Vâng, rất hân hạnh được phục vụ anh trong suốt thời gian anh ở đây. Vậy mời anh ở phòng 905 vài hôm, đến khi nào phòng tổng thống hoàn thiện, chúng tôi sẽ mời anh qua bên ấy. Cô không thắc mắc là tôi ở đây làm gì mà lâu vậy hay sao? Nụ cười vẫn còn đó, nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong một lời nói thực sự lạnh nhạt. Dạ không. Nói rồi cô bước nhanh ra chỗ mẹ mình đang đợi để tiếp khách. Lúc này tiếp những thủ tục còn lại cho Minh Luân, nhanh chóng nhận phòng là cô tiếp viên. Sau Minh Luân thì có một vài nhóm khách lẻ và một nhóm khách du lịch cũng đã theo đoàn đặt phòng trước, cũng đã đến nhận phòng. Lệ Hằng muốn ở lại và quản lý khách sạn trong thời gian đầu, cho nên cô cũng đã bố trí mình một phòng ở khách sạn, tiện cho việc nghỉ ngơi cũng như là việc trông coi khách sạn luôn. 11 giờ đêm ngày hôm ấy, bỗng có một tiếng hét của một người đàn ông đã làm náo loạn cả khách sạn. Người đàn ông trong phòng ấy chạy ra khỏi phòng, ông ta chạy ngay xuống quầy lễ tân rồi hốt hoảng nói, Cho tôi trả phòng, trả phòng ngay bây giờ, ngay lập tức đi. Cô nhân viên lễ tân thì vội vàng hỏi lại, dạ thưa anh có việc gì ở trên ấy vậy ạ? Cô tự lên mà xem, thôi nhanh nhanh đi, tôi trả phòng đây. Ngay lúc này thì có một tiếng nói của nam vang lên. Vậy thì tôi với ông cùng lên xem trên đó có gì nhé. Là cậu Luân ạ. Sao lại ngạc nhiên vậy hả ông Tuấn? Tôi không có mặt ở đây được hay sao? Đâu có ạ. Cậu đi đâu mà có mặt ở trên này ạ? Tôi đi đâu còn phải báo cáo với ông nữa hay sao? Dừng lại một lúc với vẻ khó chịu, Luân liền tiếp tục. Ông nói ở trên phòng có gì? Chúng ta cùng lên xem ở trên đó rốt cuộc là cái gì nào? Dạ thôi, tôi không dám lên đâu ạ. Sao lại không dám lên? Tôi thì tôi còn lạ gì nữa hả ông Tuấn? Ông đến khách sạn, quán ăn nào mới khai trương, ông cũng dở đủ trò để chủ quán ăn hay khách sạn ấy để người ta phải đem tiền đền cho ông chứ gì. Tôi nói đúng chứ? Giọng của Luân mỉa mai, nhưng đáp lại Luân thì giọng của ông Tuấn lúc này vẫn còn đang rất sợ hãi. Dạ không đâu, lần này tôi không dở trò đâu ạ. Tôi không cần tiền đến đâu. Tôi sẽ trả tiền 3 ngày, đã thuê rồi đi ngay luôn bây giờ đấy ạ. Nói rồi thì người đàn ông tên Tuấn ấy móc những tờ tiền bạc rồi để lên trên quầy lễ tân, vội vã chạy ra ngoài như bay. Lúc này thì từ trong thang máy bước ra Lệ Hằng vừa đi vừa hỏi. Sao vậy hả em? Chị nghe thấy nhân viên báo lại có khách đòi trả phòng à? Bước ra đến nơi, thấy Luân đang đứng đó, Hằng khẽ nhíu mày và tiếp tục. Là anh này muốn trả phòng hay sao? Luân vẫn đứng đó nhìn Hằng không tỏ bất cứ một thái độ nào, còn nhân viên nữ thì lắc đầu lên tiếng. Dạ không, không phải anh này đâu ạ. Anh này chỉ là dàn xếp hộ chúng ta mà thôi. Vừa nói cô nhân viên của quầy lễ tân vừa nhìn qua Luân, nhưng Luân lúc sau câu nói của nhân viên lễ tân thì anh đã đi ra chỗ thang máy. Vừa đi anh vừa nói, tôi có làm gì được đâu, không cần cảm ơn đâu cô chủ, thôi tôi đi ngủ đây, bye bye. Luân vừa bước vào thang máy và giơ hai ngón tay lên trên đầu, đợi cho thang máy đóng lại thì Hằng đã ghé sát tai của nhân viên nói nhỏ. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy em? Dạ lúc nãy có một vị khách, không biết là bị cái gì mà tự nhiên chạy từ trên phòng xuống rồi đòi trả phòng ngay. Theo như lời đối thoại của anh Luân và vị khách này thì ông này chuyên đi phá đám các quán ăn, nhà hàng khách sạn, mới khai để đòi chủ đền tiền ấy chị ạ. Nhưng lần này thì ông ấy không phá, ông ấy trả phòng, nhưng trả đủ số tiền mà ông ấy đã tính thuê trong 3 ngày nữa đấy ạ. Vừa nói nhân viên vừa kéo cái hộp tủ đựng tiền cho Hằng thấy. Vẻ mặt trầm tư lắm, Hằng đã liền quay qua một bên anh bảo vệ và hỏi. Anh đi theo tôi lên trên phòng đó xem như thế nào đi. Nói rồi Hằng bước nhanh ra thang máy và lúc này anh bảo vệ kia cũng không nói được gì và bước theo. Lên đến phòng 304,
nơi mà ông khách tên Tuấn lúc nãy vừa trả phòng. Bước vào phòng kiểm tra một lượt, Hằng thấy không có điều gì lạ ngoài việc vòi nước của phòng tắm vẫn còn đang chảy nước. Nghĩ là người đàn ông ấy cố tình làm loạn khách sạn nên đã tạo hiện trường giả là như thế, Hằng bước vào tắt vòi nước và cũng đi về phòng của mình. 3 tiếng gõ cửa liên tục đều đặn vang lên ở bức tường căn phòng của mình Luân, làm cho anh không tài nào ngủ được. Anh ngồi bật dậy lắng tai nghe thì âm thanh ấy phát ra từ đâu. Âm thanh ấy vẫn cứ vang lên đều đặn. Mình Luân đứng bước dậy, bước ra khỏi phòng để đi về hướng có tiếng gõ, thì đó là căn phòng trống. Anh dọn đèn pin ở điện thoại của mình nhìn một lượt xung quanh. Luân không có thấy gì đặc biệt. Anh tính đi về phòng, thì bỗng ở cuối hành lang có một bóng trắng bỗng vụt qua. Không suy nghĩ, anh đã vội lao nhanh đến chỗ cái bóng trắng ấy. Nhưng ở đó là một bức tường, không hề có một lối thoát hay bất cứ một cánh cửa nào. Anh khó hiểu, quay trở về phòng. Như trong lòng của mình anh, thì anh đã nghĩ về những lời mà ông Tuấn nói lúc ban nãy và anh đang lẩm bẩm một mình. Vậy là tên Tuấn này nói thật. Khách sạn này đang có một điều gì đó khá lạ chăng? Về đến phòng ngồi xuống giường của mình, Luân lại tiếp tục miên man vào dòng suy nghĩ. Tên Tuấn này mọi khi chí phèo lắm cơ mà. Hôm nay thấy mình thì quả thực là trong nét mặt của ông ấy, tỏ ra rất là sợ. Thực sự là sợ hãi. Hay hắn ta đã diễn xuất đến mức thượng thừa? Diễn đến mức mà mình cũng không thể nhận ra được hay sao? Đang suy nghĩ mà lại quá buồn ngủ, nên Minh Luân đã nhắm mắt và chìm trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Lúc này lại có 3 tiếng cọc 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 ấy vang lên. Nhưng âm thanh lúc này thì không còn ở đằng sau bức tường phòng của Luân nữa, mà chúng lại phát ra ở một nơi khác. Đó là một bức tường phòng của Lệ Hằng. Nhưng vì đã có một ngày khai trương khá mệt mỏi, lại phải tiếp rất nhiều quan khách của mẹ cũng như là bạn bè của mình, nên cô ấy đang ngủ mê man, không có còn biết được chuyện gì xảy ra xung quanh mình nữa. Tiếng động ấy lại chỉ vang lên một lần nữa, rồi lại im bặt đi. Ngày hôm sau, và nhiều ngày hôm sau khác nữa, thì những sự việc ấy lại tiếp tục diễn ra, nhưng với cường độ nhiều hơn, và những sự việc diễn ra không còn đơn giản chỉ là 3 tiếng gõ vào tường nữa, mà những sự việc ấy hầu như diễn ra của tất cả các căn phòng còn trống của khách sạn. Lúc thì tiếng nước chảy, lúc thì một cái ly rớt xuống dưới sàn bể toanh, nhưng khi bảo vệ, quản lý khách sạn hoặc ngay cả là Lệ Hằng đi kiểm tra thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Mọi đồ vật đều ở đúng vị trí vốn dĩ của nó phải ở đó. Nước không chảy, ly không bể, 3 tiếng gõ thì lại càng không còn. Nhưng khi mọi người rời đi, ai về việc nấy, thì ở một trong những căn phòng ấy lại có một bóng trắng vụt ra, chạy về phía cuối hành lang, nơi có một cái nhà kho. Khi mọi việc diễn ra quá liên tục mà không tìm ra được một nguyên nhân nào, thì mọi liên hệ đều đã dẫn đến ở đây là khách sạn này đang có một thế lực tâm linh ma quái nào đó quấy phá khách sạn. Vì là một người làm ăn kinh doanh nên bà Lệ Hoa rất tín tâm. Bà mời những ông thầy giỏi nhất mà bà đã biết đến để xem toàn bộ phong thủy của khách sạn. Nhưng tất cả các ông thầy đến xem đều lắc đầu. Ai cũng nói rằng phong thủy khách sạn này rất tốt. Sau lưng tựa núi, trước mặt lại nhìn ra một hồ nước lớn. Có nhiều ông thầy còn nói khách sạn ở địa thế như thế này thậm chí còn đẹp hơn tất cả những khách sạn mà bà đã có từ trước đến nay. Nên họ chỉ đến ngó và lắc đầu rời đi. Bà Lệ Hằng cũng rất biết ý, dúi vào tay họ một chiếc phong bì, nhưng tất cả đều từ chối không nhận với cái lý do rằng mình không giúp gì được bà, cho nên không thể nhận được. Và sau khi nhận được những cái lắc đầu ấy, thì bà Lệ Hoa và cô Lệ Hằng buồn rầu và cảm thấy có phần lo lắng khi những sự việc ấy tiếp tục lại diễn ra với cường độ ngày càng nhiều hơn. Lúc này tại phòng của Minh Luân. Alo, là tôi đây. Dạ, cậu gọi tôi có gì không ạ? Hôm nọ trên khách sạn Hoa Thị Đà Lạt, cậu không nói dối đấy chứ. Nhắc đến khách sạn Hoa Thị thì người đầu dây bên kia bất giác nổi da gà, ấp úng nói. Ấy, dạ tôi không dám nói dối cậu nửa lời ạ. Vậy thì còn chuyện gì ở đó? Đã xảy ra như thế nào? Hãy nói lại cho tôi nghe xem. Ngày hôm đó tôi đang nằm ngủ trong phòng thì tôi nghe được những tiếng cọc cọc như là có ai dùng búa mà gõ vào tường vậy. Tôi cảm thấy khó chịu đứng dậy tìm kiếm xem nó là gì. Nhưng khi đứng dậy
thì lại không nghe thấy gì nữa. Sau đó, rồi cả sau đó thì... Nói đến đó, đầu dây bên kia ấp úng, Minh Luân nhanh chóng hỏi. Sau đó thì sao? Dạ, sau đó tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở trong phòng tắm. Nhưng rõ ràng là tôi không mở vòi ở trong ấy. Tôi vội đứng lên đi vô tắt nước. Khi quay ra thì tiếng nước lại chảy. Nhưng bây giờ thì tiếng nước chảy to hơn và làm cho tôi nhìn vào nước chảy thì đã lênh láng khắp cả nền nhà rồi. Tôi hoảng quá hét lên, tôi đã chạy luôn xuống dưới. Rồi cuối cùng thì sự việc đã diễn như thế nào thì cậu cũng đã biết rồi đấy. Tôi không tin, chỉ có nhiều đó thôi mà đã làm ông chạy xuống dưới sành với vẻ mặt hốt hoảng như vậy. Ông còn giấu tôi điều gì đúng không? Không có còn gì đâu, tôi nói thật mà. Ngay đến đó thì Minh Luân khẽ gắt lên, nói nhanh. Từ từ, để tôi nói ạ. Dừng vài giây, đầu dây bên kia lại tiếp tục. Điều làm cho tôi hoảng sợ không phải chỉ là vòi nước, mà là trong nước có máu, rất nhiều máu. Nghe đến đó thì Minh Luân đã nhau mày lại. Là máu sao? Ông chắc chắn là máu chứ? Dạ là máu, rất nhiều máu là đằng khác. Tôi còn ngửi thấy cả mùi tanh của nó nữa mà cậu. Minh Luân nghi ngờ hỏi. Cậu không lừa dối tôi đi chứ? Dạ, tuyệt đối không ạ. Sao tôi dám lừa cậu chứ? Được rồi, tôi tin ông. Mà ông lừa tôi thì ông biết hậu quả rồi đấy. Nói rồi Minh Luân cúp máy, đứng dậy đi xuống quầy lễ tân. Vẫn với nụ cười hút hồn người ấy, Minh Luân hỏi. Em cho anh gặp chị chủ xinh đẹp của em có được hay không? Nhân viên lễ tân tủm tỉm cười và nói. Dạ, anh gặp chị chủ em có việc gì không ạ? Anh có chuyện muốn nói với chị. Nói đến đó, Minh Luân nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho nhân viên lễ tân tiến sát lại mình. Và anh nói nhỏ. Anh nói về những vấn đề khách sạn đang gặp phải từ trước đến nay. Nghe đến đó thì nhân viên đã nhanh chóng gọi điện thoại cho chị Lệ Hằng. Ngay sau khi cúp máy, cô nhân viên liền nói với Minh Luân. Dạ, chị chủ mời anh lên trên phòng ạ. Minh Luân ra dấu ok, rồi tiến đến thang máy để lên trên phòng của Lệ Hằng. Bước đến phòng thì anh đã nghe được những âm thanh ú ớ vang lên từ trong phòng. Nghĩ rằng Lệ Hằng đang làm chuyện người lớn. Cho nên Minh Luân đã thầm nghĩ. Mới nói mình lên gặp mà đã làm chuyện này rồi. Chắc lại tình yêu mì gói đây mà. Nghĩ vậy, Minh Luân tính quay lưng bỏ về phòng thì bỗng nhiên có một tiếng hét của Lệ Hằng vang lên. Vài giây sau thì cô tung cửa chạy ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thấy Minh Luân đứng đó. Lệ Hằng ôm chầm lấy cậu rồi khóc nức nở. Cứu tôi với. Trong phòng có. Kịp nói đến đó thì Lệ Hằng đã ngất luôn đi trên tay của Luân. Luân đã vội đỡ lấy, rồi bế Hằng vào trong phòng đặt cô xuống giường. Sau đó đi khắp phòng dò xét một lượt. Dĩ nhiên là anh không thấy điều gì khác thường. Cứu tôi với. Dưới này tôi lạnh lắm. Cứu tôi với. Một tiếng hét vang vọng khắp căn phòng và đưa Lệ Hằng ra khỏi giấc mơ vừa rồi. Lúc này đang đứng ở ngoài cửa phòng nghe thấy, anh vội vàng chạy vào phòng. Đến bên Lệ Hằng, lúc này đầu tóc của cô đã rũ rượi hết cả lên, mặt thì đang bó gối và khóc, tiến lại gần Luân, đặt tay lên người. Hằng la lên vội vàng lùi lại phía sau, nhưng Luân đã kịp trấn an. Là tôi đây cô Lệ Hằng. Lúc này định thần lại Hằng nhìn kỹ hơn, thì đúng là Luân đang đứng trước mặt của mình. Hằng nhoài người ra ôm chầm lấy Luân và khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô khóc như một đứa trẻ thấy mẹ đi xa mới về. Luân đứng đó cho Hằng ôm một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cô bị sao vậy? Lúc này Lệ Hằng nói ở trong nước mắt. Hồi nãy tôi mơ thấy một cô gái tóc xõa che hết cả khuôn mặt, mặc một bộ váy ngủ màu trắng cứ bay lơ lửng ở ngoài cửa sổ cái kìa. Đầu thì bị ngẹo qua một bên, lưỡi thè dài ra gần như là chạm vào người tôi. Cô ta cứ lẩm nhẩm hãy cứu tôi. Rồi đột nhiên cái lưỡi của cô ta rơi xuống người của tôi. Cô ta ré lên rồi biến mất. Để lại giọng cười rất là kinh dị. Nói đến đây, Hằng lại gục đầu vào ngực của Luân. Lúc này người cô run lên bần bật. Luân phải lấy tay choàng qua vai của Hằng và vỗ nhẹ nhẹ cho cô ấy bình tĩnh hơn. Một lúc sau thì cô thút thít nói tiếp. Tôi sợ lắm. Lần đầu tiên tôi bị như vậy. Biết vậy tôi ở bên kia cho xong. Về đây làm gì? Tôi muốn trở lại Sài Gòn. Tôi không muốn ở đây nữa. Nơi này thật là rùng rợn. Thôi nín đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hướng giải quyết. Cô cứ khóc như vậy thì có giải quyết có được vấn đề gì đâu cơ chứ.
cô bỏ về đó, rồi ở trên này thì ai trông coi cho cô? Nào, nín đi nào. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Cô có chịu không? Nói đến đây, Luân đẩy thẳng người của Hằng ngồi lên, nhìn vào mắt của cô, và Luân tiếp tục. Bây giờ cô vô phòng tắm rửa mặt mũi cho thật tỉnh táo. Rồi ra đây chúng ta tìm hướng giải quyết. Hãy tin tôi. Mọi việc đều có hướng giải quyết của nó. Nhưng tuyệt nhiên, đó không phải là hướng khóc. Cô hiểu chứ? Nào, bây giờ thì hãy mạnh mẽ lên đi. Đứng lên và đi rửa mặt. Cho thật là tỉnh táo. Tôi muốn thấy cô Lệ Hằng của ngày khai trương, chứ không phải là cô Lệ Hằng của lúc này đâu. Luân đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Hằng ngay lúc này. Thật là luộm thuộm. Còn đâu là nét kiêu sa của một cô chủ tập đoàn Hoa Thị mà ngày đầu tiên anh đã từng gặp nữa. Nghe đến đó, Hằng gật đầu đứng lên, rồi bước vào phòng tắm. Một lần nữa, tiếng thét của Hằng đã lại vang lên. Luân nhanh chóng bước vào phòng tắm thì cảnh tượng trước mắt của anh dĩ nhiên là không thấy gì ngoài vòi nước đang chảy. Nhưng với con mắt của Lệ Hằng thì lại khác. Cô đang chứng kiến những sự việc vô cùng kinh dị. Lúc này Lệ Hằng thấy nước đã chảy đầy bồn tắm và bắt đầu chảy ra nền của phòng. Một màu đỏ, quyện lẫn đó là một mùi hôi tanh kinh khủng. Lệ Hằng cứ ngồi đó bó gối, nhưng mắt thì cứ hướng thẳng về phía bồn tắm. Miệng thì ú ớ, không nói nên lời. Luân bước vào, tắt vòi nước và bế luôn Lệ Hằng về phòng của mình. Về đến phòng Luân, lúc này Hằng cũng đã có ý thức lại. Cô nôn thốc nôn tháo ra những gì mà sáng nay cô đã ăn. Tiến lại gần Luân, vỗ vỗ lưng cho Hằng, đưa cho cô một chai nước suối. Hằng cầm lấy và tu một hơi hết sạch chai nước. Cô ổn chứ? Luân hỏi sau khi Hằng đã cho ra hết những thứ ở trong bao tử của mình. Lệ Hằng ngồi ở trên giường của phòng Luân, đáp lại Luân bằng một cái gật đầu. Toàn thân Hằng lúc này đang run lên vì sợ hãi. Hằng chỉ ngồi đó thu lu nhìn về một hướng vô định, đôi mắt tự nhiên vô hồn đi. Luân cũng không biết nói gì nữa, chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh của Hằng, choàng tay qua vai kéo đầu của Hằng dựa vào vai của mình. Hằng từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Luân ngồi đó mà không dám động đậy, sợ rằng sẽ làm cho Hằng tỉnh dậy, nên anh cứ ngồi như vậy cho đến khi anh cũng ngủ thiếp đi. Từ từ tỉnh dậy sau khi đã có một giấc ngủ yên bình trên vai của Luân, Hằng khẽ ngồi dậy, chỉ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt của Luân đang say ngủ. Lúc này anh đang ngủ ở trong tư thế tựa đầu vào thành giường. Luân lúc này cũng mở mắt ra và việc đầu tiên anh làm là nhìn xuống vai mình, sau đó anh nhìn qua Hằng, khẽ nở một nụ cười. Anh hỏi, cô đã dậy lâu chưa? Cô thấy trong người thế nào rồi? Em ổn, cảm ơn anh vì tối hôm qua nhé. Ok, vậy cô chờ tôi một chút. Tôi vô vệ sinh cá nhân rồi chúng ta xuống sảnh ăn sáng. Vậy anh làm đi, khi nào xong thì qua phòng em nhé. Em cũng về phòng đây. Nhìn em lúc này tệ quá. Luân quay qua nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Hằng chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Anh quay vào phòng tắm, Hằng thì đi nhanh về phòng của mình. Xong việc trong phòng tắm thì Luân thay một bộ đồ khác rồi đi qua phòng của Hằng. Qua đến nơi, anh khẽ gõ cửa, tiếng Hằng từ bên trong phòng nói vọng ra. Anh đợi em chút nhé. Luân đứng đó tầm phải đến 10-15 phút thì Hằng mới mở cửa bước ra. Với ánh mắt của mình, Luân đã lại lia một vòng từ trên xuống dưới Hằng thêm một lần nữa. Sau đó anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình và nói. 20 phút, biến hình nhanh thành cô gái. Nào, chúng ta đi thôi. Sau câu nói, Luân bước đi trước ra cửa thang máy. Hằng vội chạy theo và nói. Đợi em với. Luân đột ngột đứng lại, làm cho Hằng bị lố đà và đâm sầm vào lưng của anh. Cô ngã xuống đất, ôm đầu. Luân lúc này quay lại nhìn cô đang ngồi ở dưới đất mà không nhịn được cười liền nói. Cô chạy nhanh vậy cô gái? Đưa tay đây, tôi đỡ lên nào. Vừa nói, Luân vừa đưa tay về hướng Hằng. Hằng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cầm lấy tay của Luân. Cảm giác lúc này của Hằng là vô cùng ấm áp. Cô đứng lên rồi choàng luôn tay vào người của Luân. Hai người cùng đi xuống sảnh khách sạn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên, mặc cho Luân đang cố gắng kéo tay của mình ra khỏi Hằng. Nhưng Hằng lúc này thì đã ôm chặt lấy tay của Luân, như sợ anh sẽ chạy mất khỏi cô vậy. Sau khi ăn sáng xong thì Luân đã nói. Tôi nói thật, cô chủ khách sạn đừng có giận đấy nhé. Hằng nhìn Luân chờ đợi. Cà phê khách sạn của cô dở lắm, có thể đi ra BB cà phê uống có được không? Luân nhìn vào Hằng. Mắt của Hằng lúc này bối rối, chưa biết sẽ nói gì với lời chê của vị khách VIP trong phòng tổng thống. Thì Luân đã nở một nụ cười chết người mà tiếp tục. Tôi mời.
Rồi Luân lại cười. Lúc này tuy là một lời chê, nhưng Hằng cảm thấy không tức giận mà trái lại. Hằng muốn chạy thật xa khỏi cái khách sạn này, nên cô đã đồng ý ngay. Hai người ra xe của Luân, chạy đến quán BB Cà Phê nằm ngay sát bên bờ hồ. Sao nãy giờ ngồi mà anh không nói gì vậy? Hằng nhìn qua Luân và hỏi, nhưng Luân vẫn suy tư nhìn phóng tầm mắt về phía bờ hồ. Lúc này Hằng cũng nhìn theo và cô thực sự ngạc nhiên vì Luân chọn quán cà phê mà từ đây cô có thể nhìn lên chỗ khách sạn Hoa Thị. Ngồi một lúc lâu sau, Luân mới nói, ngồi từ đây cô có thấy điều gì lạ lạ không? Hằng hướng theo mắt của Luân, cố nheo mắt nhìn nhưng Hằng không thấy điều gì quay qua với vẻ mặt và ánh mắt thắc mắc thì Luân lại tiếp. Khách sạn này phong thủy rất đẹp, đẹp nhất trong các khách sạn mà tôi đã từng đi. Nhưng tại sao... Luân dừng lại nhìn thẳng vào mắt của Hằng. Nhưng tại sao lại có những chuyện kỳ bí như vậy? Có phải là thế lực tâm linh hay không? Hay là một ai đó hoặc một tổ chức nào đó đang phá hoại gia đình nhà cô? Lúc này Hằng trầm tư lắm, suy nghĩ tới những lời nói của ông thầy hôm nọ mà mẹ mình đã mời về. Hằng nói, em cũng cảm thấy lạ. Vì theo như những ông thầy mà mẹ em mời về thì tất cả đều nói phong thủy ở nơi đây rất tốt đẹp. Tuyệt nhiên không có một thế lực nào. Nhưng có điều em chưa giải thích được. Hằng bỏ lửng câu nói và im lặng làm cho Luân tò mò và quay qua hỏi. Điều gì? Những điều chỉ một mình em thấy. Nếu anh nghĩ đó là một tổ chức hoặc một cá nhân, thì những điều em thấy nhưng anh không thấy thì đó là gì? Lúc này, những điều mà Hằng vừa nói cũng là điều mà anh băn khoăn nhất. Những thứ Hằng thấy đó chính là gì thì anh lại không dám hỏi, vì sợ khơi gợi lại cho Hằng những ký ức không vui. Nên Luân đã im lặng và nhìn ra bờ hồ. Suy tư, một hồi lâu sau thì Luân mới lên tiếng. Cho tôi hỏi cô chuyện này được không? Đang im lặng, đột nhiên Luân hỏi làm cho cô thoáng cảm thấy bối rối. Cô nói, chuyện gì anh? Luân tính hỏi rằng Hằng có sử dụng ma túy để dẫn tới ảo giác hay không? Nhưng anh cảm thấy câu hỏi đó không có phù hợp trong hoàn cảnh này, nên anh đã đổi câu hỏi. Sao từ sáng đến giờ cô cứ gọi tôi bằng anh vậy? Chẳng phải cô ghét tôi lắm hay sao? Hằng thoáng có chút ngại ngùng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô nhìn Luân mà chậm chậm nói. Từ tối hôm qua em đã có suy nghĩ khác về anh. Luân ánh mắt thắc mắc nhưng Hằng không để anh kịp nói mà tiếp tục. Bên ngoài nhìn anh rất lạnh lùng. Nhưng trong lòng anh thực sự là một con người vô cùng ấm áp và chu đáo, nên em đã... Hằng lại bỏ dở câu nói, rồi cầm ly nước của mình lên mà uống vội. Thấy vậy thì Luân ra điều trêu chọc. Đừng có nói là em thích tôi rồi nhá. Rồi lại một nụ cười thật tươi về phía Hằng. Hằng nhìn Luân rồi đột nhiên nghiêm mặt lại. Anh đừng có cười như thế có được không? Luân đóng ngay khuôn miệng lại, tắt nụ cười. Thấy cái hành động này của anh mà không khỏi khiến cho Hằng nở một nụ cười và cô tiếp tục. Anh cười như vậy thêm một lần nữa là em yêu anh thật đấy. Lúc này Luân cũng á khẩu không nói được câu nào, chỉ nhìn chăm chăm vào Hằng. Bị nhìn như vậy thì bất cứ cô gái từng trải nào trên tình trường cũng phải thoáng chút gì đó ngại ngùng. Nên Hằng đã quay mặt đi để tránh né ánh mắt của Luân. Ánh mắt biết cười và ánh mắt như một nhà ảo thuật đang thôi miên. Thôi miên trái tim của Hằng vậy. Lúc này nhìn Hằng thật là lâu, song Luân mới trở lại nét mặt bình thường, nhấp một ngụm cà phê và lúc này ánh mắt của anh lơ đãng nhìn sang một hướng khác. Anh hỏi, vậy giờ em tính sao? Tính sao là sao anh? Em tính sao về chuyện khách sạn, chứ em để như vậy là không tốt đâu. Em cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên em gặp chuyện này. Ok, thôi chúng ta về khách sạn đi, giờ anh có việc rồi. Nói xong, Luân đứng lên tính tiền và chở Hằng về khách sạn. Luân cùng Hằng bước vào khách sạn như những cặp tình nhân đang yêu nhau vậy. Những nhân viên của khách sạn thấy cô chủ về, đồng loạt cúi chào. Một nhân viên lễ tân lúc này lên tiếng khi Hằng đã đi đến nơi. Thưa cô chủ, chúng tôi đã dọn phòng cho cô rồi ạ. Và chúng tôi cũng đã bật máy xông tinh dầu rồi. Hằng gật đầu và cùng Luân đi thẳng lên thang máy, đưa nàng về đến phòng. Luân đợi Hằng vô phòng và tính quay lưng bước đi. Nhưng anh sực nhớ ra một điều gì đó, anh quyết định đứng lại trước cửa phòng Hằng và chờ đợi. Khoảng 20 phút sau, thì điều Luân chờ đợi cũng đã tới. Hằng bỗng nhiên hét lên ở trong phòng. Lúc này Luân không đợi Hằng chạy ra, mà anh đã dùng chân đạp thật mạnh vào cánh cửa. Một phát đã bật tung ra, sập vào mũi của Luân lúc này là mùi tinh dầu xả. Luân bất ngờ thấy choáng váng, nhưng anh đã nhanh chóng định thần lại và chạy ngay vào trong phòng.
Vẫn như ngày hôm qua, Hằng đang ngồi đó bó gối thu lu ở trên giường. Nhưng lúc này thì tay của Hằng đang chỉ về phía góc phòng và ú ớ một điều gì đó. Luân chạy nhanh đến bên Hằng, ôm Hằng vào lòng và nói: có anh ở đây rồi, có anh ở đây, em không phải sợ điều gì hết. Hằng ôm Luân vào lòng, nhưng mắt thì vẫn hướng về phía góc phòng lúc này. Rất nhiều bóng trắng đang đứng ở đó, mặt mũi và thân hình của họ đang chảy ra như những cây kem ở trong nhiệt độ nóng. Họ cười một nụ cười cực kỳ man rợ. Hằng lại hét lên khi nhìn thấy những điều như thế. Luân đưa tay lên bịt mắt của Hằng lại và bế xốc cô mang về phía phòng của mình. Về đến phòng của Luân đưa cho Hằng một chai nước, rồi Luân nhấc điện thoại gọi xuống Lễ Tân. Alo, mang cho tôi một ly nước gừng nóng nhé. Cảm ơn. Nói rồi anh cúp máy quay qua Hằng vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt bây giờ không như ánh mắt tối hôm qua của Luân, mà trong ánh mắt của anh lúc này có phần nhẹ nhõm hơn vì khám phá ra một điều gì đó. Đợi Hằng uống xong chai nước thì Luân lúc này lên tiếng. Em biết tại sao hôm nay em không ói nữa hay không? Hằng mệt mỏi khẽ lắc đầu. Luân lại hỏi. Em biết tại sao anh lại có mặt đúng lúc như vậy không? Lại một cái lắc đầu nữa từ Hằng. Em biết tại sao chỉ khi em ở căn phòng của em thì em mới thấy những điều không nên thấy không? Dĩ nhiên lúc này vẫn là cái lắc đầu của Hằng. Chỉ nói đến đó thì khi có tiếng gõ cửa của phòng của Luân và đó là Lễ Tân mang nước gừng lên cho anh. Anh quay qua nói với Hằng. Em ngồi lánh vào một chút xíu đi, để anh ra lấy nước cho em. Thấy Luân nói như vậy thì Hằng nép người vào một bên để né cánh cửa. Luân thì đứng lên ra bưng nước vào cho Hằng. Vô đến nơi, cô cầm ly nước gừng và nói trong điệu bộ của một người con gái đang ghen. Anh sợ họ nhìn thấy em trong phòng anh rồi. Anh không đi tán tỉnh được cô khác hay sao mà bắt em nép vào một bên như vậy. Luân lúc này mặt anh không vui cũng chẳng buồn. Anh tiếp tục nói. Khách sạn này của em không hề có chuyện tâm linh ma quỷ gì hết. Hằng nhìn điệu bộ của Luân lúc này thì cô cũng trở về với nét mặt bình thường của mình và lắng nghe. Anh không thể hiểu em có gây thù chuốc oán với ai hay không. Nhưng nếu theo anh được biết thì em đang bị một ai đó chơi. Hằng ngạc nhiên lắm hỏi lại. Chơi là sao hả anh? Như là bị chơi ngải, như mấy cái trên mạng nói à? Luân lắc đầu và tiếp tục. Em đang bị chơi thuốc. Đó là một loại thuốc gây ảo giác. Lúc ngồi ở quán cà phê thì anh đã nghĩ đến điều này. Và lúc nãy khi về khách sạn, nhân viên của em đã nói chuẩn bị máy sâu tinh dầu cho em. Thì anh dường như đã chắc chắn 100% là em đã bị ai đó bỏ thuốc gây ảo giác vào tinh dầu xả đặt ở trong phòng của em. Hôm qua anh đã chú ý những biểu hiện của em. Nó rất giống các biểu hiện của ảo giác. Lúc này Hằng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hằng liền hỏi Luân. Những biểu hiện gì vậy hả anh? Những biểu hiện của thuốc gây ảo giác là nó sẽ làm cho tim đập nhanh, mặt em đỏ hơn bình thường, làm thay đổi toàn bộ nhận thức về thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác. Và cách quan trọng nhất là nó làm thay đổi không gian. Bởi vì nó làm thay đổi không gian nên em sẽ bị hoang tưởng và thường rất hoảng sợ. Mới đầu người em sẽ có cảm giác thoải mái và thực sự khỏe mạnh. Nhưng sau khi đã dùng nó quá lâu thì em có cảm giác buồn nôn, ớn lạnh và khó chịu trong người, run rẩy. Lúc này Hằng ngạc nhiên lắm liền hỏi lại. Anh là bác sĩ à? Sao em lại hỏi vậy? Vì em thấy anh giải thích rất khoa học và tường tận từng chi tiết một. Đừng lúc nào cũng lo làm ăn. Trên Google thiếu gì những kiến thức như vậy hả em? Nói rồi Luân cười và xoa đầu Hằng và anh tiếp tục. Biết tại sao anh biết những điều đấy không? Dạ không ạ. Tại vì những điều xảy ra với em chỉ khi em ở bên phòng của em. Chỉ khi em ở bên phòng của em. Để anh đoán nhé. Từ hồi em về đây công việc quá mệt mỏi nên tối nào em cũng sử dụng tinh dầu xả cho dễ ngủ có đúng không? Hằng lúc này thì gật đầu và Luân tiếp tục. Thời gian đầu em cảm thấy rất thoải mái. Nhưng thời gian gần đây em có biểu hiện của một người bị ảo giác. Nên anh đã chú ý theo dõi em xem như thế nào. Và đúng như những gì anh đã suy luận, em đã bị chơi thuốc gây ảo giác. Hằng lo lắng hỏi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh? Để anh tính đã. Nói đến đoạn, Luân bước ra cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài, nhìn ra những đồi thông tuyệt đẹp. Những lá thông khẽ đung đưa theo từng làn gió nhẹ nhẹ. Mở cửa sổ, Luân châm thuốc thì từ đằng sau, lúc này một cái ôm vòng qua eo. Luân tính quay lại nói điều gì đó, nhưng Hằng đã vội ngăn lại. Cho em ôm anh như thế này một chút thôi. Sau câu nói ấy thì Hằng đã siết chặt hơn tay mình lại. Ôm anh thật lâu, Hằng lên tiếng. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì vụ gì cơ? Cảm ơn anh vì tất cả. Vì những gì anh đã làm cho em. Luân quay lại, Hằng vẫn ôm anh.
mặt của anh và mặt của cô ghì sát nhau hơn. Mất vài giây, tim của hai người đập rộn ràng hơn. Luân lúc này phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Một là hôn, hai là không. Nhưng anh đã chịu thua và chọn phương án một. Luân đặt lên môi Hằng một nụ hôn. Hằng không từ chối mà đáp trả lại anh. Và họ hôn nhau say đắm một lúc thật lâu. Mặc kệ không gian và thời gian, nó có thay đổi đến như thế nào. Họ chỉ biết lúc này họ đang tận hưởng những cảm giác khoái lạc mà tình yêu mang lại. Anh yêu em. Em cũng vậy, em yêu anh. Đã từ lâu rồi em chưa có cái cảm giác được một người đàn ông nào đó bảo vệ như thế này. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sau những cử chỉ thân mật thì họ nói với nhau những lời đường mật. Họ cùng ôm nhau nhìn về hướng chân trời xa xăm, nghĩ về một tương lai đang ở phía trước. Luân lúc này mới thì thầm. Anh thực sự rất lo cho em. Chúng ta phải tìm ra được thủ phạm của vụ này để khách sạn của em thoát khỏi những vụ lùm xùm trước đó. Dạ, vậy thì em tùy anh. Anh muốn làm sao cũng được. Luân liền trở lại ngay với vẻ mặt nham nhở, ghé sát vào mặt của Hằng. Luân hỏi. Muốn làm sao cũng được thật không? Hằng lúc này thì khẽ gật đầu và lại đặt lên môi của Luân một nụ hôn. Luân đẩy Hằng nằm xuống giường. Hằng nhắm mắt và chờ đợi những điều tiếp theo. Chờ một lúc sau không thấy Luân có động tĩnh gì. Mở mắt ra thì Luân đã biến đi đâu mất. Hằng vội vàng ngồi bật dậy thì thấy Luân đang ngồi sau lưng của mình, tựa đầu vào thành giường và nhìn Hằng cười nham nhở. Muốn ăn tôi là dễ làm lắm sao? Sau đó là một tràng cười đầy sảng khoái của Luân. Hằng chạy qua đánh lên vai của Luân những cái đánh yêu nhẹ nhàng. Luân choàng tay qua ôm lấy Hằng vào lòng mà nói. Thôi nào, được rồi, không có đùa nữa. Chúng ta vào việc ngay thôi. Thấy Luân như vậy, Hằng trở lại với trạng thái bình thường. Anh đã nghĩ ra cách chưa? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ chúng ta hãy làm theo những gì mà hắn ta muốn. Em chưa hiểu lắm. Ý anh là sao? Bây giờ chúng ta sẽ như thế này nhé. Vừa nói, Luân vừa ghé sát vào tai của Hằng và thì thầm. Hằng đã nghe xong thì gật đầu đồng ý. Tất cả sẽ được thực hiện theo kế hoạch. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong xuôi, thì Hằng đã trở về phòng và không quên mở hết cửa ra để loại bỏ toàn bộ mùi hương ở trong phòng còn vương vấn lại. Còn Luân lúc này cũng đã ra ngoài và đi đâu đó. Đến khoảng 5 giờ chiều thì anh quay trở lại khách sạn và hai người cùng nhau đi ra ngoài theo đúng kế hoạch. Tại quán BB Cà Phê gần bờ hồ, lúc này Hằng và Luân đang dán mắt vào màn hình iPad. Chờ mãi nhưng không thấy có động tĩnh gì từ camera và Luân đã lén đặt ở phòng của Hằng. Lúc này cũng đã gần 8 giờ tối, mọi việc vẫn im lìm, không có chuyện gì xảy ra. Luân và Hằng đều cảm thấy nóng ruột vì có thể kế hoạch của mình đã không đúng và cũng có thể hai người đã bị hung thủ phát hiện ra thì đột nhiên. Camera báo có chuyển động, cửa phòng từ từ lúc này mở ra. Đó là một người con gái, mặc áo phục vụ phòng, lúc này đang từ từ tiến vào phòng của Hằng và tiến đến chỗ dầu tinh xả. Cô ta lúi húi châm một thứ nước gì đó vào khay đựng và bật máy, sau đó lén lút đi ra bên ngoài. Lệ Hằng lúc này thì chăm chú nhìn xem cô gái ấy là ai. Hình dáng ấy và gương mặt ấy thực sự là quen thuộc, nhưng tạm thời Hằng chưa thể nhận ra đó là ai. Hằng ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ, reset lại đầu óc xem đó là ai trong dàn nhân viên của khách sạn. Và một cái tên hiện lên trong đầu của Hằng, Nguyễn Ngọc Huyền Trang. Cô gái mới tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành quản trị khách sạn và cũng là nhân viên quản lý tập sự mà Hằng tuyển vào để học hỏi. Để sau này khi Hằng về lại Sài Gòn có công việc gì bận thì chính cô gái này sẽ là người thay Hằng quản lý khách sạn. Khi nhận ra đó là ai thì tâm trạng của Hằng lúc này thực sự là rối bời. Vừa tức giận, vừa cảm thấy đau lòng vì người ấy là người Hằng tin tưởng nhất và cũng là người Hằng thương nhất. Tận tâm chỉ dạy nhất trong dàn nhân viên, Nguyễn Ngọc Huyền Trang, cô gái có gia cảnh khó khăn, cha mất sớm, mẹ thì ở vậy tần tảo nuôi hai chị em cô ăn học đàng hoàng. Theo Trang nói thì cô đã vào Sài Gòn để vừa học vừa đi làm, còn Trang thì sau khi đã học xong cao đẳng thì tình cờ một ngày cô nhận thấy mẩu tin tuyển dụng của Hằng đã đăng ở trên mạng và việc làm lại ngay gần chỗ nhà cô ở, cho nên cô đã tuyển dụng vào vị trí quản lý tập sự. Sau khi Hằng phỏng vấn thì Trang đã được nhận vào làm ngay tại khách sạn khai trương. Nhưng Hằng không ngờ chính cô gái tên Trang này lại là người làm hại khách sạn Hoa Thị của cô. Em nhận ra cô gái này à? Đang trôi miên man theo dòng suy nghĩ thì Lệ Hằng đã bị đánh thức bằng tiếng gọi của Luân. Lệ Hằng chỉ khẽ gật đầu và buồn rầu. Luân lại tiếp tục. Cô gái này là ai? Quản lý tập sự của khách sạn anh ạ.
Bây giờ chúng ta đã tìm ra người hại em mấy ngày nay rồi. Luân bỏ lửng một câu nói, uống một ly nước, anh lại nhìn ra xa xăm. Giờ tính sao? Toàn là quyền của em đấy. Hai người im lặng tầm vài phút thì Lệ Hằng lúc này mới lên tiếng. Bây giờ em muốn xem cô gái này sẽ làm gì trong lúc em bị ảo giác. Luân tròn mắt. Như thế có được không? Hằng gật đầu và Luân tiếp. Nhưng chuyện này rất nguy hiểm đó. Đã có camera của anh rồi còn gì. Anh sẽ ở phòng và theo dõi xem cô ta muốn làm gì. Luân suy nghĩ trong giây lát ghé sát tai của Hằng. Anh lại thì thầm. Anh có ý này hay hơn. Bây giờ em cứ làm theo như thế này. Thế này, đúng rồi, nhá, cứ thế nhá. Ok, vậy giờ chúng ta về đi. Luân và Hằng đứng lên bước ra khỏi quán và rời đi. Luân chở Hằng đi ăn uống nhẹ. Và sau đó, Luân chở Hằng đi mua một cái gì đó. Rồi họ cùng nhau trở về khách sạn. Dưới sảnh lúc này Hằng và Luân đã lại gặp Trang. Trang nở một nụ cười. Dạ thưa chị, em đã bật tinh dầu xả theo lời dặn của chị rồi đấy ạ. Hằng vẫn giữ nụ cười của mình mà nói. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Giờ em có thể về được rồi. Dạ vâng, em chào chị. Em chào anh nhé. Sau khi Trang cúi chào hai người, thì cô có quay lưng bước ra khỏi khách sạn. Nhưng đi khoảng 100 mét thì đột nhiên cô quẹo vào một căn nhà gần đó. Khoảng một tiếng sau thì Trang đi ra và quay trở lại khách sạn bằng một lối mòn. Trên phòng Hằng lúc này, cô đang ú ớ và gào thét trong điên dại. Nhưng tuyệt nhiên không có thấy Luân đâu. Luân không qua phòng của Lệ Hằng mà ngồi ở phòng mình, dán mắt vào chiếc iPad và theo dõi từng cử chỉ hành động của Hằng lúc này. Đang quằn quại ở trên giường thì cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một người con gái mặc áo dài trắng, tóc xõa che hết gương mặt bay vào trong phòng. Vừa vô đến nơi thì cửa tự nhiên đóng sầm lại. Lệ Hằng thấy vậy thì run sợ, ngồi lên bó gối và hét toáng lên. Tiếng nói lanh lảnh như từ hư vô vọng về. Hãy trả lại mạng cho tôi. Trả lại mạng cho tôi. Hằng lúc này nhìn vào người ấy, cô đã nhìn rõ và thấy trên gương mặt ấy đầy những vết sẹo do dao cứa và những cục u lên phồng rộp như bị phỏng dạ thì phải. Cô là ai? Cô là ai? Lệ Hằng run rẩy lên tiếng, nhưng người con gái áo trắng vẫn cứ tiếp tục tiến lại gần Lệ Hằng không nói câu nào. Nhưng đột nhiên, đèn phòng bật sáng cùng với tiếng nói. Thôi, hạ màn được rồi đấy cô gái ạ. Hồn ma áo trắng không phải là hồn ma, mà nói đúng hơn là cô gái áo trắng đi trên chiếc ván trượt tự cân bằng. Lúc này đang hốt hoảng nhìn về phía sau, thì ra đó chính là Minh Luân đang từ từ tiến vào. Cô gái cho chiếc ván trượt lùi dần về phía góc tường. Đến khi không còn đường lui nữa, thì cô gái mới nói trong sự sợ hãi. Các người biết toàn bộ rồi hay sao? Ôi xời, diễn còn kém lắm cô gái ạ. Bây giờ như thế này nhá. Một là ngồi xuống đây nói toàn bộ sự thực. Hai là chúng tôi sẽ gọi công an đến. Tôi cho cô 10 giây để chọn nhá. Nào tôi đếm đây. Minh Luân vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại và bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thôi được rồi, tôi sẽ nói. Vậy mới giỏi chứ. Bây giờ cô ngồi xuống đó, bỏ hết trang phục hóa trang ra, rồi chúng ta sẽ nói chuyện, ok? Sau khi cởi bỏ toàn bộ lớp hóa trang, thì cô gái tên Huyền Trang lúc này chỉ ngồi cúi mặt đối diện với Luân và Hằng. Hằng lúc này thì mới lên tiếng. Sao em lại làm như vậy với khách sạn của chị? Dạ tại em muốn tìm ra sự thực ạ. Vừa nói đến đây thì toàn bộ điện của khách sạn đã vụt tắt, nhưng nhanh như cắt, trên tay của Luân đã cầm điện thoại và vội vã bật đèn pin lên, soi về phía Trang vì sợ cô sẽ chạy mất. Anh bỗng lạnh cả sống lưng khi cảnh tượng lúc này làm cho một chàng trai như Luân cũng đã bị đứng hình. Sau lưng Trang lúc này là một bóng người mờ ảo. Bóng, thực sự là bóng người mờ ảo. Một người con gái mặc một bộ áo dài màu vàng đã loang lổ những vết máu khô vẫn còn đọng lại. Tóc xõa dài đứng đó nhìn về phía của Luân, mặt thì u buồn. Đột nhiên đèn chớp sáng rồi lại vụt tắt ngay sau đó. Vòi nước trong nhà tắm bỗng xả nước rồi cũng nhanh chóng im bặt đi. Mọi thứ đã trở lại về với trạng thái bình thường của nó. Ngồi trước mặt Luân lúc này vẫn là cô gái tên Trang. Luân nhìn qua bên Hằng, dường như lúc này cô cũng đã nhìn thấy những gì Luân đã thấy, nên giọng ấp úng, Hằng nói trong run sợ. Người lúc nãy là ai vậy? Nói đến đó, thì Hằng ôm chầm lấy Luân,
không dám nhìn về phía Trang nữa. Trang cũng ngạc nhiên lắm, không nói được lời nào, nhưng Luân đã nhanh chóng trấn tĩnh. Cô còn đồng bọn hay sao? Trang lắc đầu lia lịa trong vẻ run sợ, không có nói gì thêm. Luân tiếp. Vậy sự việc lúc nãy là sao? Em không biết. Em không biết gì hết. Những việc đó không phải là em làm. Luân gắt lên. Không cô làm thì ai? Đột nhiên Hằng hét lớn lên, chỉ tay ra cửa. Lúc này Luân cũng nhìn theo thì bóng trắng lúc nãy đang đứng ở ngay cửa, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ma quái, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. Luân lúc này ôm chầm lấy Hằng, nhưng mắt thì không rời khỏi bóng trắng ấy. Bóng trắng ấy đột nhiên tắt nụ cười và chỉ nhìn thẳng về phía của Trang, cùng với giọng nói âm u vang lên. Hãy giúp em tôi tìm ra sự thật. Hãy giúp em tôi. Tôi đã bị... Vừa nói đến đó thì bóng trắng hét lên đau đớn rồi biến mất. Trang lúc này thì gào lên, vừa khóc vừa lao thẳng về phía bóng trắng. Chị ơi, chị! Vậy là chị chết rồi sao? Em phải làm sao? Phải làm sao để cứu chị đây? Chị ơi! Nhưng vì lực lao quá mạnh không kịp đứng lại, nên Trang đã đâm sầm vào cánh cửa phòng rồi ngất xỉu đi. Lúc này bỗng có một tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên. Cô Hằng! Cô Hằng! Cô có sao không ạ? Nhận ra là tiếng của một anh bảo vệ nên Hằng đã lên tiếng. Tôi không sao, cảm ơn anh. Dạ vâng ạ. Bởi tại tôi nhìn thấy camera thấy ánh đèn ở trên này chớp tắt nên đã đi kiểm tra vậy thôi. Vậy cô nghỉ ngơi đi ạ. Nói rồi tiếng lọc cọc từ đôi giày của anh bảo vệ rời đi. Luân bước tới đỡ Trang lên giường. Sau khoảng một đồng hồ thì Trang lúc này cũng đã từ từ hồi tỉnh. Hằng và Luân lúc này không có nói gì, từ từ ngồi dậy rồi Trang đã kể. Cách đây 5 năm, chị của em là Nguyễn Ngọc Huyền Trâm đã đến khách sạn này làm việc, rồi bỗng một ngày chị ấy đi làm và không về nhà nữa. Gia đình em cũng đã lên hỏi ông chủ khách sạn, cùng với nhân viên đều nói sau ca trực thì chị ấy đã về nhà vào tối ngày hôm qua. Gia đình em đã làm mọi việc, cũng đã báo công an để họ tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn vô vọng. Nói đến đây thì Trang đã bật khóc. Luân và Hằng tỏ ra khó hiểu vì câu chuyện của cô gái này vừa kể. Luân hỏi, vậy thì liên quan gì đến Hoa Thị mà cô làm những việc như vậy? Cô gái tên Trang lúc này còn ấp úng và với vẻ hối hận lắm. Dạ, em làm vậy là để khách sạn ít khách, rồi em mới thực hiện được kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ anh chị đã lại biết nên em... Nên em đã bị phát hiện, rồi bây giờ thì em tính sao với anh chị đây? Lúc này thì Hằng mới lên tiếng, Trang nhìn Hằng với vẻ cầu khẩn. Anh chị giúp em tìm ra sự thực được không? Hằng và Luân với vẻ ngạc nhiên. Luân nói, giúp cô như thế nào? Em không biết nữa. Cô còn không biết bắt đầu từ đâu, thì làm sao chúng tôi có thể giúp được cô? Nghe đến đó thì cô gái tên Trang im lặng, và kéo theo sự im lặng đó cũng là sự im lặng của Hằng và Luân. Bây giờ mỗi người họ đang theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, thì đột nhiên những tiếng gõ vào tường đã lại vang lên, làm cho cả ba giật mình. Hằng tính tới nói, nhưng Luân đã để tay lên miệng và ra dấu im lặng. Rồi lắng nghe. Tiếng động lúc này không còn là ba tiếng cộc 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 như mọi khi nữa, mà những âm thanh cộc cộc lúc này dồn dập. Luân vội đứng lên, đi sát lại bức vách và tiếp tục lắng nghe. Những tiếng cộc cộc vẫn không dừng lại, mà ngày càng dồn dập hơn. Khoảng vài phút thì im bặt sau khi Luân lẩm nhẩm. Chúng tôi sẽ giúp cô tìm ra sự thực. Sau khi đã hiểu và tìm được sự thật thì với Hằng như vậy là đã đủ. Cô vẫn tiếp tục cho Trang ở lại làm việc. Trang chào Hằng ra về và Luân cũng về phòng của mình. Tối hôm đó, Hằng và Trang đều có một đêm ngon giấc. Luân đang ngủ ở phòng thì choàng tỉnh bởi những tiếng cộc cộc ở cuối giường. Mở mắt ra, Luân lại nhìn thấy hồn ma của cô gái áo dài đang đứng đó và nhìn Luân một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Luân vội đứng lên nhìn theo trong vô thức, và chỗ mà hồn ma dẫn anh tới lại là đài phun nước ngay giữa hoa viên của khách sạn. Hồn ma đó đứng nhìn xuống và từ từ trong hốc mắt của hồn ma rớt xuống vài giọt máu mà người ta gọi đó chính là huyết lệ. Đứng một lúc thì hồn ma đã quay lưng bỏ đi, nhưng lần này Luân không đi theo hồn ma nữa mà đứng đó nhìn về phía bóng trắng từ từ khuất dần trên đồi thông. Luân từ từ trở lại với hiện tại, nhìn ra cửa sổ lúc này trời cũng đã sáng và anh vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Luân nhấc điện thoại và nhắn tin cho Hằng. Khi nào em dậy thì nhắn tin cho anh nhé. Tin nhắn trả lời, em dậy rồi,
chờ em một chút rồi chúng ta đi ăn nhé. Luân không trả lời lại tin nhắn mà bước ra cửa nhìn lên đồi thông. Thấp thoáng xa xa, anh thấy bóng dáng của hồn ma ấy cứ đứng ở trên đồi thông. Luân đứng đó nhìn chằm chằm hồn ma thì bị tiếng gõ cửa phòng anh kéo về với thực tại. Vừa hỏi anh vừa bước ra cửa. Ai vậy? Là em. Mở cửa cho Hằng vào phòng, anh cũng bước nhanh vào phòng tắm. Một lúc sau thì anh bước ra quần áo chỉnh tề. Luân và Hằng bước xuống sảnh khách sạn và ăn sáng. Đang ngồi ăn sáng thì Hằng lên tiếng. Hôm qua em đã mơ thấy cô ta. Cô ấy cứ đứng ở hoa viên khách sạn ấy. Nói đến đây thì Luân cũng đã chen vào. Rồi cô ấy nhìn xuống chỗ đài phun nước. Hằng ngạc nhiên. Ủa, sao anh biết? Vì anh cũng đã mơ thấy cô ta. Luân lúc này thì trầm tư nhìn xa xăm. Thì từ đằng xa, chàng đang đi đến chỗ của hai người. Nhìn ngó xung quanh để chắc chắn là không ai để ý đến mình. Chàng kéo ghế ngồi xuống. Tối qua em đã mơ thấy chị của em. Luân và Hằng đều tròn mắt, ngạc nhiên và tiếp tục. Chị em đang đứng ở đài phun nước của khách sạn và khóc. Luân lúc này mới lên tiếng. Vậy thì tôi biết xác chị cô ở đâu rồi. Hằng cũng đã buồn rầu, gật đầu rồi nói với Trang. Bây giờ em ra nói với các bạn lễ tân. Khách đã đặt phòng trước thì vẫn nhận khách. Nhưng chúng ta dừng nhận khách đặt phòng từ ngày hôm nay nhé. Thời gian khoảng nửa tháng. Với lý do chúng ta sẽ sửa chữa khách sạn. Dạ vâng, em sẽ đi làm ngay ạ. Trang đứng lên đi ra quầy lễ tân. Một lúc sau thì Trang quay lại. Dạ chị, hết hôm nay là chúng ta hết khách rồi ạ. Luân nhấp một ngụm trà nóng và lúc này nói. Vậy là cô ấy đã giúp chúng ta rồi. Hai người con gái lúc này gật đầu. Sau đó Luân đứng lên và đi ra ngoài. Trang cũng đứng lên và làm nhiệm vụ của mình. Hằng thì vẫn ngồi quan sát từng dòng người qua lại tấp nập trong khách sạn và lấy laptop ra làm một số việc. Đến khoảng gần trưa thì điện thoại của Hằng đã reo lên. Em nghe đây anh. Đầu dây bên kia nói, em ra quán BB cà phê nhé. Anh đang ngồi ở đây rồi. Giọng của Hằng lúc này thì nũng nịu. Sao anh không về khách sạn đón em? Ok, vậy đợi anh một chút anh về liền. Nói rồi Luân cúp máy. Một lúc sau thì Luân cũng đã bước vào chỗ hai người ngồi hồi sáng và nói với Hằng. Chúng ta đi thôi. Ủa, có chuyện gì vậy ạ? Ngồi đây không nói được hay sao? Không em. Ở ngoài đó anh đang có khách. Em đi với cả anh. Anh cũng muốn cho em biết ông ta là ai. Nói xong, Luân khoác tay Hằng ra xe và đi ra quán cà phê ở bờ hồ. Lúc này bước vào bàn, Hằng cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi đó đợi. Ngồi xuống ghế, kêu nước cho Hằng và Luân giới thiệu. Đây là ông Thắng. Ông ấy là cai nhận nhiệm vụ coi các công trình trên này của công ty anh. Dạ à, vâng ạ. Anh làm bên xây dựng ạ. Luân gật đầu và Hằng tiếp. Quen nhau bao lâu? Vậy mà giờ em mới biết anh là chủ công ty xây dựng đấy. Luân cười và nói. Quan trọng gì đâu. Quan trọng là anh với em yêu nhau thôi. Lúc này người đàn ông ho lên một tiếng để ra hiệu cho hai người dừng lại. Vì không muốn mình là người thừa ở đây. Nên Luân đã quay qua người đàn ông cười và nói tiếp. Vì em biết anh cũng là người tín tâm. Nên sắp tới em muốn anh đào bới chỗ này lên giùm em. Vừa nói Luân vừa chỉ lên đài phun nước của khách sạn Hoa Thị. Người đàn ông tên Thắng lúc này thì thắc mắc. Tín tâm liên quan gì đến đào bới đâu hả cậu Luân? Hay dưới đó có gì? Ông Thắng bỏ lửng câu nói, nhìn qua Luân và nhận được cái gật đầu. Ông Thắng lại tiếp. Vậy chúng ta có cần phải mời thầy về cúng bái không ạ anh? Dĩ nhiên là có, nhưng chỉ cần mời thầy trên chùa về thôi. Tôi không tin lắm vào những ông thầy Pháp. Nói rồi Luân quay qua nhìn Hằng. Lúc này Hằng cũng lên tiếng. Đúng rồi anh. Anh chỉ cần mời các thầy ở trong chùa về thôi. Tại thầy Pháp vô coi cũng không có phát hiện ra là trong khách sạn của chúng ta có gì mà. Lúc này thì ông Thắng nói. Được rồi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu làm? Khoảng 3 ngày nữa đi anh. Vì mai khách sạn của em mới hết khách. Còn ngày mốt thì em cũng đã nghĩ tới. Nên cho người qua rào lại khách sạn để mọi người ở ngoài không nhìn thấy những gì chúng ta làm ở bên trong khách sạn. Vì em không muốn những lời đồn về khách sạn của em nữa. Người đàn ông tên Thắng gật đầu. Rồi ba người ngồi uống cà phê trò chuyện một lúc. Ông Thắng đứng lên và xin phép đi mời thầy cho kịp. 3 ngày sau ở khách sạn Hoa Thị. Lúc này khuôn viên của khách sạn đã được che chắn cẩn thận. Đứng ở đài phun nước lúc này là Luân, Hằng, anh Thắng và Trang cùng với đội thợ của anh Thắng và một vị sư đang cúng xin thổ công cho gia chủ được động thổ chỗ đài phun nước. Xong xuôi mọi thủ tục thì ông thầy cũng ra về và đội thợ của anh Thắng bắt đầu vào việc. Đào bới khoảng nửa ngày thì đài phun nước đã bị san bằng. Lúc này một anh thợ tính dùng máy tời để đào xuống mặt đất thì đột nhiên máy tời lại không sử dụng được. Anh Thắng ơi, máy tời hư rồi, không có sử dụng được nữa. Mang lại đây anh xem nào.
Người thợ mang đến thì anh Thắng mở thử, máy tời vẫn hoạt động bình thường. Người thợ ấy gãi đầu khó hiểu rồi nói, ủa, sao lúc nãy em bật mãi mà không lên được nhỉ? Em xem lại chỗ ổ cắm xem sao. Anh Thắng nói và anh thợ chỉ dạ rồi trở lại chỗ đài phun nước lúc nãy. Anh cầm máy tời lên và bật thử thì nó lại hoạt động bình thường. Nhưng khi anh chạm mũi xuống mặt đất thì máy tời lại ngưng hoạt động. Luân lúc này đứng quan sát thì đã lên tiếng nói nhỏ với anh Thắng. Có lẽ là người ấy không cho chúng ta dùng máy móc. Giờ anh kêu đội thợ dùng xẻng với cuốc để mà làm đi. Nhưng thực nhẹ tay thôi nhé, vì tôi sợ đụng chạm đấy. Sau đó anh Thắng kêu đội thợ của mình dừng hẳn dùng máy móc và tập trung đào bới chỗ đài phun nước lên bằng phương pháp thủ công. Mất thêm một tiếng nữa thì lúc này một người trong đội thợ đã vội vàng lên tiếng hốt hoảng. Anh Thắng ơi, anh Thắng, chúng tôi đào đến nơi rồi này. Anh Thắng, Luân cùng Hằng và Trang đã vội chạy lại. Trang lao nhanh đến chỗ anh thợ lúc nãy và đã dùng tay đào bới. Đào được khoảng vài cái thì mùi tử khí xông lên nồng nặc. Tất cả mọi người đã lùi lại bịt mũi, nhưng Trang tiếp tục đào trong vô thức. Thêm vài cái cào nữa thì một mảnh vải như mẫu của chiếc áo dài màu vàng của hồn ma hôm bữa hiện ra. Trang cầm mảnh vải ấy rồi ngồi phịch xuống dưới đất và bắt đầu khóc. Khóc được một lúc thì cô tiếp tục đào bới. Lúc này Luân ra hiệu cho anh Thắng xuống phụ giúp. Và đội thợ lúc này cũng có vài người lao xuống dùng tay đào bới. Tầm một phút sau, một anh thợ lùi lại trở nên miệng hố vì anh đã đào lên được một khúc xương. Mọi người cũng dừng tay leo lên miệng hố vì cảnh tượng lúc này bên dưới thật kinh khủng. Ròi bọ bắt đầu lúc nhúc bò ra từ tử thi, kèm theo một mùi hôi tanh không thể chịu được. Những mảng thịt của tử thi lúc này cũng đã thối rữa ra gần hết, để lộ nhiều chỗ xương trắng. Gần như lúc này hình hài của một bộ xương cũng đã xuất hiện. Anh Thắng nói với mọi người đeo khẩu trang chống độc và tiếp tục làm việc. Và anh Thắng cũng là một trong số những người ấy. Vừa đào anh vừa lẩm bẩm: xin vị khuất mặt khuất mày, chúng tôi chỉ đào bới để đưa các vị về chỗ an nghỉ đàng hoàng hơn. Và tuyệt nhiên, chúng tôi không có ý đồ xấu gì cả. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau một lúc sau thì đội thợ cũng đã mang được bộ hài cốt của người con gái ấy lên, được đặt trên một tấm bạt được trải sẵn ở miệng hố. Anh Thắng lúc này đã sắp xếp cẩn thận từng mảnh của một bộ xương còn vương trên đó chút da thịt, thành hình người hẳn hoi. Nhưng khi xếp xong mọi người ai cũng ngạc nhiên lắm, xác chết ấy không có đầu. Luân đứng đó, nhưng lúc này anh không nhìn xuống chỗ xác chết, mà anh lại hướng lên phía đồi thông. Hằng thấy vậy thì đi lại gần Luân rồi hỏi: sao vậy hả anh? Có chuyện gì à? Anh đoán là anh biết cái đầu của cô ta ở đâu rồi. Luân vẫn nhìn lên trên đồi thông, Hằng nhìn theo và tiếp tục: sao anh lại nghĩ ở trên đó? Tối hôm đó anh đã mơ thấy cô ta đi về hướng đồi thông. Nhưng làm sao chúng ta biết được? Cả một quả đồi rộng lớn như thế cơ mà. Anh không biết, nhưng anh muốn lên đó. Nói đến đó thì Luân quay qua gọi: anh Thắng, kêu thêm vài người nữa lên đây với em với. Anh Thắng lúc này chỉ dạ rồi đi theo Luân lên đồi thông. Luân bước nhanh đến khu vực mà hôm bữa Luân đã thấy người con gái ấy khuất bóng. Luân đứng đó nhìn ngó xung quanh, nhưng mọi việc khó khăn giống như lúc nãy Hằng nói. Cả một quả đồi như thế này thì Luân phải bắt đầu từ đâu đây? Nhưng đột nhiên lúc này Trang dùng mình một cái và vô thức đi đến một gốc cây gần bên Luân và bắt đầu đào bới. Như hiểu ra chỉ dấu ấy, Luân đã đưa mắt qua Thắng và Thắng cùng đội thợ cũng đã bắt đầu dùng tay để đào bới. Được một lúc thì dường như đã quen với công việc này, anh Thắng đưa lên một cái đầu đã bị phân hủy gần hết. Lúc này chỉ còn lại mảng tóc dài còn vương vấn lại đâu đó ở trên hộp sọ, và trong miệng của hộp sọ lúc này đang ngậm một miếng giấy gì đó. Luân tiến lại tháo miếng giấy ra thì lúc này chỉ là miếng giấy màu vàng. Những dòng nguệch ngoạc trên đó cũng đã bị phai đi hết, không có còn hình dung được là gì nữa. Luân đang cầm trên tay thì miếng giấy ấy đột nhiên bùng cháy. Luân vội buông tay ra thì miếng giấy ấy vừa chạm đất cũng đã cháy thành tro. Khi vừa nhìn thấy cái đầu được đưa lên thì Trang cũng đã vội ngất xỉu đi, không chứng kiến được những cảnh sau đó. Luân đưa Trang vào phòng cho đội thợ xây lại đài phun nước khác cho khách sạn. Đặt Trang xuống giường thì tiếng nói ở một nơi nào đó vang vẳng: cảm ơn. Luân chỉ mỉm cười, một nụ cười thật mãn nguyện. Từ đó trở về sau khách sạn Hoa Thị không còn những tiếng động hay bất cứ một điều gì lạ thường nữa. Cho tới một hôm khi đang ngủ ở phòng của mình thì Luân lại mơ thấy một giấc mơ. Người con gái ấy lại hiện về trong giấc mơ của anh. Anh bị gọi dậy bằng những cái lay chân. Luân đã mở mắt ra nhìn thấy người con gái áo vàng. Lúc này tóc đã búi cao lên để lộ rõ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Luân chưa kịp nói gì thì hồn ma của cô gái lên tiếng. Cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì, nhưng cho tôi thắc mắc một chút. Tại sao cô không xuất hiện sớm hơn mà phải đợi Lệ Hằng tới làm chủ khách sạn cô mới xuất hiện? Giọng nói U Tịch lại vang lên. Như anh đã thấy đấy, khi hắn giết tôi, hắn đã nhờ một thầy bùa làm phép và nhét một lá bùa vào miệng của tôi. Do hắn quá bất cẩn khi chôn cái đầu của tôi nên lá bùa đã bị phai màu và mất tác dụng, nên tôi mới có thể hiện lên để báo mộng cho mọi người được. Vậy bây giờ cô về đây muốn nói với tôi điều gì đúng không? Anh hãy giúp tôi đưa tên ác thủ ấy ra ánh sáng được không? Được, nhưng tôi sẽ phải làm gì? Cảm ơn anh. Hãy trở lại phòng tôi. Căn phòng tù có một cái hộp kín, trong đó chứa toàn bộ tài liệu về tên hung thủ. Hãy giúp tôi đưa chúng ra ánh sáng nhé. Luân bừng tỉnh thì đó là một giấc mơ. Anh nhìn ra ngoài trời thì trời vẫn còn hơi tối. Anh với tay lấy chiếc điện thoại thì lúc này mới chỉ 5 giờ sáng. Luân cố nằm xuống để nghỉ tiếp, nhưng anh không tài nào chợp mắt được. Luân bước ra cửa sổ và tầm mắt của anh lúc này lại phóng thẳng ra chỗ gốc cây hôm nó đã tìm được cái đầu lâu của cô gái tên Trâm. Lúc này, Luân thấy có một bóng dáng mờ ảo đang vẫy tay chào anh. Bất giác, anh cũng đưa tay lên và vẫy chào tạm biệt cô gái. Ngày hôm sau, Luân cùng Hằng đến nhà của Trang. Sau khi kể câu chuyện tối ngày hôm qua, thì hai người đã được Trang dẫn vào phòng của Trâm lúc trước. Luân bước đến mở tủ quần áo ra nhìn ngó xung quanh. Có một cái hộp, Luân vội kéo ra. Và trong cái hộp đó, không có gì cả. Luân nhìn ngó xung quanh hộp một lúc. Anh hơi gõ nhẹ vào hộp thì anh cảm giác có một chỗ bị trống. Anh quay qua nói với Trang. Cho anh mượn cây búa. Trang đi lấy. Luân cầm cây búa gõ gõ vào chỗ mà anh nghi là nó rỗng. Anh gõ gõ vài cái thì cái hộp đã bị vỡ ra. Anh lấy tay gỡ những mảnh gỗ ra thì bây giờ xuất hiện ra chiếc hộp này có 2 ngăn. Trong ngăn bên dưới là một xấp tài liệu nói về quá trình biển thủ tiền thuế không đóng cho nhà nước của tên kế toán và ông chủ khách sạn cũ, nơi mà Lệ Hằng đã mua lại. Theo tài liệu, số tiền ấy là một số tiền vô cùng lớn. Từ mọi dữ kiện, Luân có thể suy đoán ra tên này. Sau khi phát hiện ra Trâm biết toàn bộ sự việc của mình, thì gã đã giết cô để mà bịt đầu mối. Luân đã giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an. Ngay sau đó, thì tên kế toán ngày trước đã bị bắt. Còn về chủ thì do hắn đã đi nước ngoài, nên phải có thời gian di lý về lại Việt Nam. Ở cơ quan điều tra, tên kế toán này đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã bị kết án 3 năm tù. Sau khi được di lý về Việt Nam, thì ông chủ khách sạn cũng đã bị kết án 7 năm tù về tội trốn thuế và tuyệt nhiên không có lời khai nào liên quan đến cô gái tên Trâm được hai tên kia khai nhận. Một thời gian sau, khi công trình của Luân trên Đà Lạt cũng đã hoàn tất, thì anh cùng Trang và Hằng đến nghĩa trang thành phố để thắp cho chị Trang một nén hương coi như tiễn biệt. Và Luân cùng với Hằng về lại thành phố ngay sau đó. Về đến thành phố, Luân và Hằng lại tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Và dĩ nhiên, hai người đã càng ngày càng yêu nhau sâu đậm hơn. Lúc này trong trại giam, hai tên thủ ác đều mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Tên kế toán thì mơ thấy bị cô gái tên Trâm và ông chủ khách sạn dùng một cái gối để đè đến ngộp thở. Nhưng khi tưởng chừng đã sắp chết đến nơi, thì cô gái tên Trâm đã lại bỏ cái gối ra để hắn thở một vài hơi rồi lại tiếp tục nhấn. Cứ làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần như thế, đến khi hắn tỉnh dậy thì mới thôi. Còn tên chủ khách sạn cũ cũng giấc mơ ấy nhưng đã đổi ngược lại là tên kế toán giữ tay chân hắn để cho cô gái tên Trâm lại lấy gối đè lên mặt của hắn và làm những hành động như lúc nãy Trâm đã làm với tên kế toán. Và đó cũng là hành động mà tên chủ khách sạn và tên kế toán đã làm với Trâm trong ngày giết hại Trâm. Liên tiếp những ngày sau đó, hai kẻ thủ ác này đã phải ở trong tù và chịu đựng những giấc mơ kinh dị mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được và chứng kiến được cái nỗi sợ hãi tột cùng đó. Chẳng mấy ngày sau thì hai tên này cũng đã tự vẫn rồi chết ngay tại trong nhà giam.